vẫn tiếp tục để cố gắng cho một tình huống siết cổ từ phía sau đến từ vị trí của Trung Hải. Đang rất nỗ lực để có thể tạo ra một tình huống đứng lên của Minh Phúc. Minh Phúc vẫn đang phòng ngự tốt. Ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên của Nguyễn Trung Hải đối đầu với Nguyễn Minh Phúc. Và ngay lập tức có một tình huống bắt chân đơn của võ sĩ đến từ giới Eagle Fight Team. Trung Hải đang cố đưa võ sĩ của Võ Đường lên phòng Nguyễn Minh Phúc xuống sàn. Liệu rằng ý đồ của Nguyễn Trung Hải có được thực hiện hay không đây? Câu trả lời cũng đã là có. Bắt đầu đang vào cái thế địa chiến đồ của Nguyễn Trung Hải. Và bây giờ là những cú giã bùa đến từ Trung Hải. Nguyễn Minh Phúc cũng tỏ ra rằng mặc dù đây là trận debut MMA của anh ta, nhưng anh ta cũng đang có kinh nghiệm để có thể chống được những tình huống quá siết. Trọng tài đã phải đưa hai võ sĩ về tư thế đánh đứng thuận lợi hơn khi hai võ sĩ bị vướng dây đài. Trung Hải vẫn chưa có được phần bụng của Nguyễn Minh Phúc. Góc đang tương đối là tốt dành cho Nguyễn Trung Hải. Đã có một tình huống siết mây chém đến từ Nguyễn Trung Hải. Ngay lập tức chuyển đổi vị trí và hai võ sĩ đang đứng dậy. Những tình huống đòn gối đã được thực hiện ở trong những cái pha ôm ghi của hai võ sĩ. Vẫn tiếp tục là những đòn tay của Trung Hải. Đổi đòn, cuối cùng đến chính xác của Minh Phúc rồi. Ngay lập tức Minh Hải, Trung Hải đứng dậy. Không thực hiện được đòn động vật đến từ Nguyễn Minh Phúc. Quật ngã chính xác đến từ Trung Hải. Đã có một tình huống bẻ chân của Nguyễn Minh Phúc. Kẹp được gót chân của Trung Hải hay không đây? Trung Hải đang tỏ ra rằng cái thế mạnh grappling của anh ta là một trong những lời nói thật của mình. Những tình huống xử lý rất khéo léo của Trung Hải. Đấm chính xác đến từ Minh Phúc. Tiếp tục là đòn đấm trái tốt của Minh Phúc. Tiếp tục là những tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ. Những tình huống đổi đòn đang được hai võ sĩ tung về phía của nhau. Vẫn chỉ là những cú móc mà thôi. Và bây giờ Trung Hải lại muốn đưa Minh Phúc xuống sàn. Chỏ đã xuất hiện từ vị trí của Minh Phúc. Liên tiếp là những đòn chỏ của Minh Phúc. Trọng tài lại tiếp tục nhắc nhở Minh Phúc là không được kẹp dây vào dây đài. Và vẫn sẽ là một tình huống chiếm được lợi thế của Trung Hải. Trung Hải có lẽ cũng đã nhận ra được vấn đề. Anh ta đang cố gắng để có thể kiểm soát những cái đòn chỏ của Minh Phúc. Giữ vị trí rất tốt đến từ Trung Hải. Và Minh Phúc đã vẫn không để cho Trung Hải ngồi lên bụng của mình. Ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ một đòn chỏ nào được tung ra dành cho Trung Hải ở trong cái thế kiểm soát của anh ta cả. Vẫn chỉ là những tình huống kiểm soát qua lại của hai võ sĩ. Chưa một tình huống khóa siết hay một tình huống ngồi lên bụng cụ thể nào cả đến từ vị trí của Trung Hải. Một thế trận giằng co của cả hai võ sĩ. Lợi thế của Trung Hải là địa chiến và anh đang vẫn chưa thể hiện được lợi thế của mình trước Minh Phúc. Thì Minh Phúc vẫn đang phòng ngự tốt. Vẫn đang là một cái thế trận giằng co. Tôi đang nghe thấy rất nhiều những lời chỉ dẫn đến từ bên phía của ban huấn luyện. Và bây giờ Trung Hải đã lấy được lưng rồi. Sẽ có một đòn khóa siết từ phía sau đến từ vị trí của Trung Hải không? Minh Phúc cũng đang phòng thủ trong tình huống này. Một pha xoay chuyển vị trí tương đối là tốt dành cho Trung Hải. Và bây giờ là những cú búa của Trung Hải. Trung Hải đang cố gắng lòn tay để bắt được cái cổ của Minh Phúc. Nhưng Minh Phúc không để điều đó xảy ra. Vẫn đang lòn tay vào để tiến hành khóa siết đến từ Nguyễn Trung Hải. Hai võ sĩ chúng ta đang hồi sức
để có thể tung ra những cái đòn đánh tiếp theo của mình. Trung Hải vẫn đang kiểm soát được lưng và Minh Phúc đang giữ được vị trí của Nguyễn Minh. Đó chính xác là Minh Phúc anh Tùng Anh à. Mặc dù cái lưng của Minh Phúc đang nằm ở trong tầm kiểm soát của Minh Hải, nhưng đôi bàn tay của Minh Hải lại không thuộc về quyền kiểm soát của anh ta. Minh Phúc đang rất nỗ lực để có thể phòng vệ. Vẫn tiếp tục để cố gắng cho một tình huống siết cổ từ phía sau đến từ vị trí của Trung Hải. Đang rất nỗ lực để có thể tạo ra một tình huống đứng lên của Minh Phúc. Minh Phúc vẫn đang phòng ngự tốt và bây giờ là 10 giây cuối cùng. 10 giây cuối của hiệp thi đấu đầu tiên. Hết giờ. Như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên chúng ta cũng đã thấy cách tiếp cận đối với lại hai võ sĩ sẽ là những tình huống khóa xiết. Tôi đang thấy có những cái bước chân đang hơi tập tễnh của Minh Phúc rồi. Có lẽ nhiều phần gối của thấy đến từ Minh Phúc thì chân phải của anh ta đang gặp một vấn đề khá là lớn. Trọng tài đã bắt đầu phải can thiệp và hỏi han về tình huống ở thời điểm này của Minh Phúc. Còn ngược trở lại, đối thủ của anh ta gốc đài xanh Trung Hải đang sẵn sàng để có thể bước vào hiệp thi đấu thứ hai và đã có cái lắc đầu đến từ vị trí của Nguyễn Minh Phúc và chiến thắng dành cho Nguyễn Trung Hải. Như vậy là chúng ta đã có được một chiến thắng kỹ thuật dành cho võ sĩ sinh năm 2K3 Nguyễn Trung Hải, võ sĩ đến từ võ đường The Eagle Fight Team. Thưa quý vị, những tưởng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài đủ 3 phút, nhưng mà không, chiến thắng đã được khẳng định ngay sau khi mà hiệp 1 kết thúc. Và xin chúc mừng võ sĩ đến từ The Eagle Fight Team, Nguyễn Trung tôi đã quay trở lại rồi đây và xin chúc mừng Nguyễn Trung Hải. Cảm nghĩ bây giờ như thế nào nào? Hay là hơi tiếc một chút xíu là không có hoàn thành được 3 hiệp. Em muốn thử sức mình ở vòng này nhiều hơn là kia, nhưng mà may mắn tới giới hạn một chút xíu. Là hơn là may mắn là vì có là bạn bị chấn thương gì đó mình lại không nghĩ được, nhưng mà hãy tuyệt vời sẵn chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn em. Rồi, anh thấy chấn thương của bạn là đến từ tình huống hưu húc, tình huống bẻ của em. Thì em đánh giá sao về tình huống này?
nghĩ một phần là bởi vì nghĩ là Hải một phần là Hải đi defend cái chó tốt, mà nghĩ là thằng ấy một phần nhỏ rồi. Và bạn muốn gửi lời gì đó đối với đến với đối thủ của mình ở trận thi đấu tiếp theo hay không? Ôi, Vũ Hải ơi, có ai mới là Hải real nha, let's go. Chúng ta và chúng ta hãy đi tìm Hải thật nào ở trận bán kết các bạn nha. Đường to đi, đường đi.